yêu thương y đã kết thành một cây cao là cao bóng mát, cây cao là cao bóng mát, cây yêu thương nở hoa yêu thương, nở cho đời xuân ngát hương, nở cho đời xuân ngát hương. Xin dâng y nụ yêu thương, xin Chúa ban cho đầy sắc hương, và xin Chúa dệt vuông tròn cho bông hoa kết thành trái ngon. Xin dâng y rượu bánh này là công lao mồ hôi nước mắt, công lao mồ hôi nước mắt. Xin dâng lên lời kính trên môi, bánh với rượu luôn kết đôi, Chúa cho người luôn kết đôi. Xin dâng y nụ yêu thương, xin Chúa ban cho đầy sắc hương, và xin Chúa dệt vuông tròn cho bông hoa kết thành trái sống này. Nguyện trăm năm trời thành gió mát, trăm năm trời thành gió mát. Xin trăm năm vườn luôn đâm hoa, ở trong nhà vang tiếng ca, ở trong nhà vang tiếng ca. Xin dâng y nụ yêu thương, xin Chúa ban cho đầy sắc hương, và xin Chúa dệt vuông tròn cho bông hoa kết thành trái ngon. Yêu thương y đã kết thành một cây cao là cao bóng mát, cây cao là cao bóng mát, cây yêu thương nở hoa yêu thương, mở cho đời xuân ngát hương, mở cho đời xuân ngát hương. Xin dâng y nụ yêu thương, xin Chúa ban cho đầy sắc hương, và xin Chúa dệt vuông tròn cho bông hoa kết thành trái ngon. Xin dâng y cuộc sống này, nguyện trăm năm trời thành gió mát, trăm năm trời thành gió mát. Xin trăm năm vườn luôn đâm hoa, ở trong nhà vang tiếng ca, ở trong nhà vang tiếng ca. Xin dâng y nụ yêu thương, xin Chúa ban cho đầy sắc hương, và xin Chúa dệt vuông tròn cho bông hoa kết thành trái ngon. Xin dâng y nụ yêu thương, xin Chúa ban cho đầy sắc hương, và xin Chúa dệt vuông tròn cho bông hoa kết thành trái ngon. Tròn vòng tay nhau, nguyện tròn tròn vòng tay nhau, tha hồn mình về cõi nhiệm màu.
xin lời thương để nói trong mình những gì là yêu. Cho anh cho em ngày mai còn yêu nhau mãi, cho cuộc đời mình chẳng vơi nghĩa tình sắt son. Mình cùng cầu nguyện cho nhau, cho tình mình mãi mãi đượm màu, cho niềm hạnh phúc ở hôm nay mãi còn tương lai. Dẫu có gian truân buồn đau, chào dâng cuộc sống vẫn chọn một lòng cùng nhau chung lối đi về. Yêu nhau là thành thật phơi bày nỗi lòng cùng nhau, luôn yêu nhau dòng ngọt đắng, nắng hay mưa cùng chung lối. Yêu anh chẳng một ngày nhưng là cả đời còn yêu. Trên đôi tay hoặc trong tim mãi mang theo nụ hồng trắng phai. Yêu nhau tìm lẽ sống điềm trang tình vợ chồng. Yêu nhau sẽ có nhau chia thất bại vui thành công. Yêu nhau hát giống cả hai cùng vun trồng cây uyên ương mãi ươm bông, mãi kết trái hương nồng tình ta. Hãy nhìn ta nhu thầm cho nhau, rằng nghèo giàu tình vẫn mộng thương. Cho dù mai tóc có điểm xương vẫn tròn uyên ương, dẫu sức xương yêu mòn, dẫu tiếng thương không giòn, tình ta mãi còn quyền quyền trọn vòng tay nhau, quyền tròn tròn vòng, quyền tròn tròn vòng tay nhau, mãi quyền tròn tròn vòng. Chúng ta đều bớt bớt xin hơn mà những dân thánh lệ tạ ơn này.
Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Vì được lấy ra từ đàn ông, vì
người nam để cha mẹ mình để gắn bó với vợ mình và hai người sẽ thành một thân xác. Đó là lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy có tiệc cưới tại Cana xứ Galilea và có mẹ Chúa Giêsu ở đó. Chúa Giêsu và các môn đệ người cũng được mời dự tiệc cưới. Khi thấy thiếu rượu, mẹ Chúa Giêsu nói với người: họ hết rượu rồi. Chúa Giêsu nói với mẹ: thưa bà, chuyện đó có liên hệ gì đến tôi và bà? Giờ tôi chưa đến. Mẹ người nói với những người giúp việc: người bảo gì, các anh cứ làm theo. Ở đó có 6 thước chung đá dùng vào việc thắt tẩy của người Do Thái. Mỗi chung đựng được 2 hoặc 3 thùng nước. Chúa Giêsu bảo họ: hãy đổ nước đầy các chung. Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi Chúa Giêsu bảo họ: bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc. Và họ đem đi. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu, ông không biết từ đâu ra. Còn những người giúp việc đã múc nước thì biết. Người quản tiệc mới gọi tân lang là và nói: ai ai cũng đều tiếp đãi rượu ngon trước, và khi khách đã hè hè thì mới đem rượu xoàn hơn. Còn anh lại giữ rượu ngon cho tới giờ này. Chúa Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilea và đã tỏ liên quan người và các môn đệ đã tin. Gia đình giáo phận, gia đình giáo xứ,
đến nhân định duy những cái cộng đồng, nghĩa là có thương nhau, có trách nhiệm sống đối với nhau, bất luận là nam hay nữ. Cho nên những người mà sống không có khả năng sống chung hay là làm việc chung, hay là không có khả năng để sống tình yêu đới, không có khả năng để sống thương nhau ở đời sống gia đình thì càng khó nữa. Cho nên sao ông bà biết cho hôm nay thì sống với nhau 50 năm rồi thì vẫn còn ngồi với nhau tất cả nữa, nên phải đáng là mừng lắm, chứ không phải không không. Và hôm nay chúng ta mừng, chúng muốn nhân cơ hội này để chúng ta hơi gợi thấy được cái ý nghĩa và cái tầm quan trọng của đời sống hôn nhân gia đình, để chúng ta quên đi cái thời mà người ta vẫn hãy nghĩ rằng đời sống hôn nhân gia đình là đời sống của những người ở phía gia đình. Nên đời sống gia đình là một cái ơn gọi, một con đường để lên thân. Đức Giáo Hoàng rồi trong cái tâm tư mới đây ngày cũng đã nhấn mạnh đến con đường lên thánh là mẹ mời rồi, tất cả mọi thành phần dân Chúa đều phải lên thánh, và chúng ta có quyền, có cơ hội, có điều kiện để lên thánh trong bất cứ hoàn cảnh nào, trong bất cứ vai trò vị trí nào. Dĩ nhiên không có loại trừ bao giờ cái vai trò ơn gọi người sống đời sống gia đình, bởi vì gia đình nó rất quan trọng. Gia đình vẫn coi là nền tảng của giáo hội và của xã hội, ta gọi là gia đình là tế bào căn bản của xã hội và của giáo hội. Tế bào căn bản đó, để nói ngày hôm nay đang bị củng cố rất nhiều. Nhiều gia đình đang gặp những khó khăn, người ta coi thường, phá hủy dễ dàng cái định chế hôn nhân gia đình mà Thiên Chúa đã thiết định. Tất cả sự trân trọng yêu thương Ngài ban cho đủ mọi nơi, đặc biệt Ngài thiết lập biên giới hôn phối để ban cho sự đặc biệt của đời sống gia đình. Thế vì vậy cho nên cái đời sống của gia đình ngày hôm nay chúng ta thấy Đức Giáo Hoàng thành đây Ngài sinh ra những quan tâm và không có ngại phong thánh cho những người sống đời sống gia đình. Khi phong thánh cho Teresa hài đồng Giêsu thì Ngài cũng hướng đến phong thánh cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, Ngài cũng phong thánh cho ông bà cố của Ngài. Và như hôm nay chúng ta thấy chúng ta tôn vinh Đức Maria là mẹ Thiên Chúa, nên giáo hội cũng có lần này đến phong thánh cho Thánh Gioan và Thánh Anna. Mặc dù trong lịch sử của Ngài chúng ta không biết được bao suy rằng cây đó là cái điều mà chúng ta thấy cái thực tế rất là như vậy. Và cũng một cái thực tế khác cái ngược lại là bao nhiêu những cái con người mà hôm nay đổ vỡ, bao nhiêu những cái con người mà thất bại, bao nhiêu những con người là gây ra những tệ nạn cho xã hội, trở thành mối nguy cho xã hội, cho con người, cho thế giới là vì phát xuất từ gia đình đổ vỡ. Những gia đình cũng còn còn mẹ nữa, gia đình không phải là gia đình, cho nên nó là như thế. Và ngày hôm nay giáo hội, xã hội phải gánh lấy biết bao nhiêu những hậu quả, những gia đình tan vỡ, trái lại biết bao nhiêu những cái con người tốt, biết bao nhiêu những cái con người có giá trị và hữu ích trong xã hội, trong phần giáo hội đều được nuôi dưỡng, được chăm sóc bởi những gia đình lành mạnh, tốt đẹp. Cho nên chúng ta ý thức như vậy, ta mới hiểu rằng là ơn gọi của đời sống hôn nhân gia đình đó là một ơn gọi, một ơn ban cao quý của Thiên Chúa, với lời gọi kèm theo. Và lời gọi đó luôn luôn là một lời mời gọi căn bản cho tất cả mọi người con của Chúa được sinh ra trong trần thế này, đó là lời gọi nên thánh. Để cho nên chúng ta cần phải nên thánh, và để nên thánh như vậy thì chúng ta cần nhớ đến ơn của Chúa và sống cho xứng với ơn ban, với những lời gọi mà Thiên Chúa vẫn luôn luôn biến kèm trong những ơn Ngài ban. Cho nên như Thánh Phaolô trong
ta như những người được Thiên Chúa yêu thương, những người thánh thiện, thì chúng ta hãy mặc lấy những tâm tình phù hợp, những tâm tình khiêm tốn ôn hòa nhẫn nại, biết yêu thương nhường nhịn tha thứ cho nhau, nghĩa là những tâm tình xứng đáng với cái ơn gọi của mình. Và ơn gọi đó giúp cho chúng ta vừa thăng hoa bản thân của mình, vừa xây dựng gia đình của mình, xây dựng cộng đoàn gia đình con cái của Thiên Chúa, làm cho mình được lên thánh và cũng giúp cho người khác cũng được lên thánh được. Đó là điều mà đời sống hôn nhân gia đình với cái ơn gọi các bạn đó cần được quan tâm, cần được trân trọng và cần được sống một cách tích cực, chứ không thể chúng ta mặc cảm tự coi thường về cái phẩm giá cao quý của mình, về cái ơn gọi rất là quan trọng, rất là quý giá mà Thiên Chúa đã thương ban cho. Đó là điều hôm nay để nhìn lại đời sống hôn nhân và gia đình của ông bà quý nhân đây sau 50 năm thành hôn vẫn còn mạnh khỏe, an lành, vẫn còn trung tín với nhau bên đàn con cái thân chất. Thì ông bà là gia đình của ông bà, và thấy ông bà mạnh khỏe khỏe rồi lại tích cực cộng tác với giáo xứ, lúc phục vụ những người xung quanh trong đạo và ngoài đời, thì như vậy chắc chắn những cái ảnh hưởng đối với con cái cháu chắc hay là ảnh hưởng đối với những người xung quanh cũng sẽ không phải là không có và chắc là cũng không nhỏ. Và cho nên niềm vui mừng đó, thành quả tốt đẹp đó, chúng ta niệm lời chung tâm tình với ông bà và gia đình để tạ ơn Thiên Chúa, gia đình của ông bà và các con cái cháu chắc cũng biết sống tin tưởng, sống cái ơn gọi nên thắng trong đời sống hôn nhân gia đình một cách tích cực. Điều đó một cách cụ thể chúng ta có thể thấy được ở nơi bài văn bản tin mừng của Thánh Gioan, câu chuyện tại tiệc cưới Cana vừa rồi. Ta biết đời sống nào, ơn gọi nào cũng có những thách đố, có những thập giá của nó. Bởi vì tất cả mọi con đường đều được mời gọi là theo Đức Kitô, mà theo Đức Kitô như Ngài đã nói, ai muốn theo ta để bỏ mình, bác thập giá mình hàng ngày mà theo. Cho nên có thập giá, có những gian khó, có những thách đố, có những khó khăn trong đời sống, chúng ta đều phải đối diện. Và chúng ta phải đối diện như thế nào đây để có thể vững vàng, để có thể giúp cho mình và anh chị em mình nên thành một tâm hồn luôn mở ra và biết quan tâm để chia sẻ những cái khó khăn với anh chị em của mình trong tình bác ái yêu thương. Và rồi hơn nữa, trong cái khả năng của con người của mình hay của anh chị em của mình thì nó có những giới hạn, có những cái có thể nói là bế tắc, là bỏ tay. Nhưng mà đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể. Và vì thế chúng ta cũng được mời gọi cũng theo hương mẹ Maria để theo hương những người tại tiệc cưới Cana, với tin tưởng, kêu cầu và vâng theo thánh ý của Chúa, theo sự hướng dẫn của Ngài. Để rồi nhờ đó chúng ta sẽ thấy Chúa có thể ra tay trợ giúp nếu Ngài thấy điều đó tốt đẹp, nên điều đó nó cần. Cho nên chúng ta cần tin tưởng để luôn luôn mở lòng được đáp với Chúa và với anh chị em của mình trong đời sống bác ái yêu thương, trong những nỗ lực dấn thân phục vụ. Đó là con đường giúp cho chúng ta sống thánh và trở làm cho mình ngày càng trở nên thánh thiện, cũng như nâng đỡ anh chị em của mình sống đời sống an bình hạnh phúc hơn và cũng trở nên thánh thiện hơn nữa. Để trong những ánh sáng ấy để làm một ánh sáng soi dọi giúp cho chúng ta hôm nay dịp mừng kỷ niệm 50 năm thành hôn, 50 năm sống đời sống hôn nhân gia đình của bà Nguyễn Dương. Chúng ta cầu xin Chúa cho bà tiếp tục sống những năm tháng còn lại trong đời sống hôn nhân của mình một cách tốt đẹp, trong cái kinh nghiệm quý giá đời sống đức tin đấy, và có niềm xác tin vào cái ơn gọi nên thánh rất là căn bản và cũng rất là quan trọng cần thiết trong đời của mình, để ông bà thêm kiên trung và đạt hơn nữa với Chúa và với mọi người. Đồng thời chúng ta cũng cầu nguyện cho tất cả chúng ta, đặc biệt cho mọi gia đình con cái của Chúa.
Chúa như là những gia đình Kitô hữu, những ý thức sống trong tình thương của Chúa và sống cho xứng với ơn mà Thiên Chúa đã ban kêu gọi trong đời sống hôn nhân gia đình của mình, để cũng có thể được chia sẻ vinh phúc như là được lên thánh trong tình thương của Chúa. Lạy Cha, xin Ngài xin lời mời cho
Oh,
Yeah.
con ca ngợi và chúc tụng Chúa là Thiên Chúa và là đấng tạo dựng muôn loài. Ngay từ đầu Chúa đã dựng nên người nam và người nữ để họ làm nên một cộng đoàn sự sống và tình yêu. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã đói hơn ban phước lành trong cuộc sống gia đình của các đôi nữ Chúa đây là Giuse Lê Quyết và bà Maria Nguyễn Thị Trân, để cuộc sống này biểu lộ hình ảnh sự kết hợp giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Vậy hôm nay xin Chúa nhân từ nhìn đến các đôi nữ Chúa đây và biết Chúa đã nhìn nhận họ có việc với nhau khi được mừng vui cũng như lúc lao nhập. Xin Chúa không ngừng làm cho lời giao của con dân của họ được sống tận, củng cố tình yêu và mối dây an bình nơi họ, để cùng với đàn con cái bao quanh họ luôn được hưởng phúc lành của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Cả hai cùng được vào niềm yêu vui trên trời.
Cha và quý cha dùng cho chúng mình luôn.
ông Giêsu Giuse Levi cùng bà Maria Nguyễn Thị Dân xin được phép bắt đầu. Vâng, thưa Long Hoan chào đón tất cả quý vị, quý cô bác, anh chị, đức cha Giuse cùng cha thánh sứ Phêrô, quý cha, quý thầy, các bạn bè, thân hữu, quý khách mời trong cũng như ngoài xứ đã đến hiệp dân thánh lễ và cầu nguyện cho ông Lê Quý cùng bà Nguyễn Dân nhân dịp mừng kỷ niệm Kim Thánh Hồng Phối 50 năm. Thì Thanh Long thay mặt ban tổ chức cũng như anh em ban nhạc Phú Quý gửi lời chúc sức khỏe và lời chào chúc chồng. Vì yêu và được yêu là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong mọi cuộc đời chúng ta. Tình yêu giúp cho chúng ta xích lại gần nhau hơn, đôi trái tim cùng chung một nhịp đập dệt nên một bản tình ca. Kính thưa quý vị, cách đây 50 năm trước, ông Lê Viết cùng bà Nguyễn Nhân đã cùng nhau về dưới mái nhà và chung sống cho đến ngày hôm nay là 50 năm. Và niềm hạnh phúc của đôi quê hương này được nhân đôi lên bởi sự chứng kiến chúc cha cùng quý vị và các bạn trong buổi tiệc ngày hôm nay để ôn lại những kỷ niệm một thời trong trẻ cho đến ngày hôm nay. Thì xin quý vị dành một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chào đón ông Lê Viết cùng bà Nguyễn Nhân. Thì về dưới mái nhà, ông Lê Viết cùng bà Nguyễn Dân đã có được những thiên thần và những người cháu nội cháu ngoại của chúng ta ngày hôm nay. Thì xin quý vị dành một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chào đón các con cũng như các cháu tiến thẳng về sân khấu để cùng nhau tiến về trên này để cùng nhau chụp những tấm ảnh lưu niệm ạ. Dạ, xin mời các con của ông Lê Viết, các con và các cháu ạ. Giuse giám mục giáo phận Phú Cường sẽ lên đây gửi những lời chúc tốt đẹp nhất cho ông Quyết cùng bà Nguyễn Dân ạ. Dạ con mời cha. Dạ con mời đức cha. Trong một ký này thì lúc nãy trong thánh lễ mình cũng đã nói rất là nhiều, chia sẻ những cái tâm tình này mình đã cùng với tất cả cộng đoàn ở đây. Xin chúc mừng cho ông bà và cả gia đình được tràn đầy thánh năng của Chúa để rồi tiếp tục sống. Còn không có chút là sống đến 100 tuổi hay là sống bao nhiêu đó, nhưng mà tôi còn mong cho hai là sống luôn an lành mạnh khỏe cho tới chết, và cả gia đình luôn luôn xung xuê hạnh phúc như thế này để mà trở thành một cái gia đình giàu dạo ân phúc của Chúa và trở thành chính giáo sống động về Thiên Chúa và tình yêu Thiên Chúa và sự tương giao và làm thân tốt đẹp cho mọi người. Dạ, cảm ơn cha. Kính mời đức cha lên làm phép của anh. Thầy xin chúng ta cùng hiểu ý và xin chúc chúc lành cho chúc lành cho tất cả chúng con và những con chúng con sắp dùng. Xin cho chúng con cùng biết luôn dùng thánh ý Chúa làm động lực cho chúng con nữa để cho con được bảo đảm sống trong bình an hạnh phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Yên cha và con và thánh thần. Amen. Cùng với bà Dân được bách niên gia lão và được mạnh khỏe làm ăn phát tài cũng như các người con các người cháu. Hay là xin gửi một ca khúc là 60 năm cuộc đời. Dạ xin được đi cùng kiến thức này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đời con là những nốt nhạc thiên, Chúa thêu dệt nên thành khúc ca tuyệt vời. Đời con là khúc hát tri ân, xin dâng một đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì Chúa đã rộng ban phúc ân tràn lan, tình mến thương vô vàn. Tạ ơn vì những nỗi oan khiên, Chúa đã tôi luyện một niềm tin trung kiên. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân. Đời con là những tháng ngày trôi, Chúa an bài cho thật biết bao lạ lùng. Đời con là tiếng hát không ngơi, ca khen muôn đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì những lúc bình an, Chúa thương tặng ban cuộc sống vui tràn hòa. Tạ ơn vì những lúc nguy nan, Chúa đã thương ban niềm cậy trong miên man. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân.